Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trâm. Khi mà Trâm giao hàng saffron ngâm mật ong hoặc là đông trùng hạ thảo ngâm mật ong đến tay quý khách hàng thì thông thường Trâm sẽ tặng kèm theo cho quý khách hàng mỗi người một cái muỗng gỗ. Thì không biết các bạn ở đây có bạn nào thắc mắc rằng lý do tại sao Trâm lại tặng muỗng gỗ cho khách mà không phải là một món đồ khác hay không ạ? Trâm mời cả nhà cùng lắng nghe Trâm lý giải nhé. Không nên sử dụng muỗng inox, nhôm hay bất cứ loại muỗng nào bằng kim loại để múc mật ong. Đặc biệt là không bảo quản mật ong ở trong các hũ đựng bằng kim loại, tại vì trong mật ong có axit hữu cơ và đường. Dưới tác dụng của men thì một phần các chất này sẽ biến thành axit ethylenic. Chất này làm ăn mòn lớp ngoài của kim loại và làm tăng thêm lượng kim loại có trong mật ong, gây ra biến chất. Thành phần dinh dưỡng của mật ong khi bị phá hoại thì người dùng dễ bị trúng độc với các biểu hiện như là lạc giọng, nôn mửa. Nên cách tốt nhất là hãy sử dụng muỗng gỗ, muỗng nhựa để múc mật ong mà thôi. Hy vọng là qua video lần này của Trâm đã giúp cho các bạn hiểu thêm một vấn đề, một lưu ý mà lâu nay rất nhiều người không biết đến. Và xem xong video này rồi thì các bạn hãy nhớ khuấy và múc các sản phẩm có chứa mật ong bằng muỗng gỗ, đũa gỗ để bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của Trâm và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.